Lần đầu tiên hai anh em mình xin gửi lời chào quý cô bác và anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Xứ Nẩu. Hiện tại thì hai anh em mình đang ở thôn Thái Long, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ngày hôm nay thì anh em mình sẽ đến thăm một cái hoàn cảnh, đó là em Nguyễn Quang Phước, học lớp 9A, thôn Thái Long, xã An Lĩnh, huyện Tuy An. Đây là một cái hoàn cảnh đặc biệt. Và ngày hôm nay Cuộc Sống Xứ Nẩu mời quý cô bác, anh chị theo dõi video clip. Đây là nhà của bạn Phước. Hiện tại ở nhà mình nè em. Dạ. Còn ba làm chút. Ba đi làm hả? Ba đi làm ở đâu? Đây. Hôm nay chủ nhật nghỉ học phải không? Dạ, con lâu dịch nghỉ. À, hôm nay dịch cho nên là không có đi học. Ai đây? Chị ruột hả em? À. Hồi bữa thì anh cũng biết là tin của em thì mẹ mất rồi phải không? Mất lâu. Còn ba với là chị, như là chị vừa có đang bị bệnh như phải không em? Bị bệnh tâm thần. Chị bao nhiêu tuổi rồi em? Chị 23 tuổi. Chị 23 tuổi. Vậy là chị rồi, nói chuyện được không? Là chị là bệnh lúc khi nào em? Lúc 3 tháng tuổi. Bị 3 tháng tuổi hả? Em có là chị bị 3 tháng tuổi. Em tên gì? Em ngồi xuống đây. Chị tên gì Phước? Chị tên Thoa hả? Hai chục tuổi. Mẹ mất là khi lúc mấy tuổi Phước? Mất năm ngoái. À, mất năm ngoái. Ba là làm công việc gì? À. Bây giờ nguồn thu nhập chính là ba là đi làm kiếm tiền nuôi hai đứa em hả? Làm công việc bình thường, đi nông dân nuôi con bà. Giờ là ba đang làm gì? Hiện bây giờ
Đây cái cỏ. Thành cái cỏ à? Cách đây xa không quá? Dạ gần. Dưới chỗ đây. Em có đi phụ ba không? Dạ có. Còn cỏ đấy là gì mình cho bò ăn á hả? Dạ. Sao thấy mới quay lại sao? Vô phim được không? Cái đấy là cái máy quay á. Thấy lạ đúng không? Đi xe em anh chở đi nè. Dạ không, đi đi bộ xe cái con á. Bên đây mẹ nè. Gì hả? Ủa vô phụ ba lên xuống hả? Dạ. Chào chú. Dạ hôm nay cháu ghé nhà chú thăm chú với lại em. Chú cắt cỏ xong chưa? Chú cắt xong chưa? Đúng rồi. Được mấy bó rồi? Dưa luôn hả? Anh thấy sao con ba em như ông nói chuyện khó nghe vậy à? Là bị ngầu. Ngầu hả? Là con mấy của ông bị sao đúng không? Dạ. Với lại ông của một con bị bệnh. Hiện tại là chú bị gì Phước? Em cũng không biết nữa, nhưng mà đây em bị ngầu không à. Ông cũng bị bình thường, nghe vấn đề thần kinh luôn. Đồ đồ anh cầm cho. Đồ đó anh cầm. Cầm cái rửa. Lưu lưu cháu cầm cho. Thank you.
Ủa, chú ba em ra làm gì đó nữa? Dạ, còn một tiếng nữa hả? À dạ. Đợi ba luôn. Phước ở trường là học sinh giỏi phải không? Dạ, học sinh khá. Học sinh khá. Là chuẩn bị em nhập vào lớp 10 đúng không? Dạ. Lớp 10 thì sắp tới là chị thi dựng cấp á, có thi dựng cấp không? Dạ, em thì biết rồi. Là lớp 10 là phải xuống chí thành học đúng không em? Dạ, qua trường để biết xuống rồi đây. Thôi đi vô em. Dạ. Mệt không chú? Dạ. Buổi sáng mấy giờ là mình dài mình cắt cỏ? Chú, mồ hôi là ướt luôn áo luôn hả? Ừ, luôn á, đấy. Ngồi nghỉ cho mát hả chú? Phước ra đây luôn em, ra đây nói với lớn em. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi rồi Phước? 53 tuổi. Mày hàng ngày là công việc của ba chính là gì vậy Phước? Cái cỏ luôn bình thường nhé. À. Ba giờ đã nói cũng không rõ. Thế là ba bệnh, chị bệnh. Nhà có làm lúa không? Dạ có, đi luôn chứ. Đào mở lúa. Rồi em phụ ba cắt cỏ vậy, em có làm công việc gì nữa không? Em làm công việc gì đâu phụ gia đình? À, giúp ba đâu, mình còn nấu cơm đi. Mình nấu cơm hơn? Còn lúa, ví dụ như cái lúa là cái... Như mấy hôm Phước đi học là tiền Phước đâu mà học hả chú? Đấy. Ừ. Tiền Phước đâu đi học chú? Tiền đó học. Ý là tiền đi học là ai cho em? Là ví dụ một năm mình đóng một lần à. Đóng một lần một đợt học phí vậy. Mình học hết cả năm luôn. À. Là Mạnh Thường Quân cho em không? Chắc là em là làm chính á, chứ ba thấy cũng bị bệnh. Ý là chú cái chú nói không rõ là từ khi nào mà chú bị như thế này vậy Phước? Từ lúc mới đi ra luôn. À. Cái chân của em sao mình nó bị vết nhiều vậy? Cỏ suốt. Ở đây đi cắt cỏ nè. Đi cỏ mà không chỉ mặt thường dài.
Mà con già vô có mệt nhưng mà cái quần nó màu á. Ước mơ em sẽ làm gì vậy Phước? Dạ, ước mơ em chưa có. Em chưa hẹn hò lắm rồi, em chưa có. Thì bây giờ em đang suy nghĩ gì về gia đình mình? Em muốn làm gì đó giúp đỡ gia đình mình không? Em cũng chưa người ta cái chuyện đó. Nhưng mà trước mắt là ước mơ học hết 12. Dạ, đúng rồi. Đấy là ước mơ. Học hết lớp 12. Khi mà em học giỏi rồi đó thì cái tương lai mình nó sẽ có. Cho nên là cũng cố gắng học để giúp cho gia đình. Thì hiện tại bây giờ anh thấy gia đình em như nè. Ba thì cũng bệnh rồi. Chị gái thì không làm được gì nữa. Chỉ có mình em á, trụ cột gia đình chính luôn á. Thì cũng nhân tiện đây á, thì anh sẽ gửi cho em một cái món quà. Đây là một cái món quà của Mạnh Thường Quân. Đó là gia đình ở vùng thủ đô Hồ Thịnh Đốn, Washington DC, thuộc tiểu bang Virginia. Gửi cho em và gia đình 1 triệu đồng. Thì cái phần quà này ấy, thì cũng không ít, cũng không có nhiều lắm. Cho nên thì đỡ chút nào thì hay chút đó nha em. Rồi gửi cho em 1 triệu. Cái đây có thể là mình đi chợ đồ ha. Đi chợ. Còn gạo thì ở nhà mình có rồi. Rồi em có muốn nói lời cảm ơn đối với... Dạ có. Thì em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em. Cũng ủng hộ cho em một phần nữa. Giúp đỡ cho gia đình, cũng như là uống đi chợ rồi thì học phí. Thì em cũng cảm ơn mọi người, chúc mọi người là mạnh khỏe, không bệnh đau. Cảm ơn em. Thì anh cũng chúc em và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Đôi lúc chú thấy chú thẫn thờ Phước. Bạn đừng ít nói. Không nói hả? Em cắt ai cắt tiền đây rồi. Cắt cho mẹ tôi mất rồi. Như Phước, như nuôi bò vậy rồi cho anh cho uống, em cho anh rồi. Ví dụ như bán đúng không? Mua là sẽ, tới khi mà bán thì ai bán? Dạ, khi bán là em gọi cô, em gọi đi trước thôi. Ở cô được, có cô gần đây không? Lẹ đấy. À, nói chung là cũng có cô phụ giúp mình cái chỗ đấy. Nhưng mà hồi trước chắc có mẹ thì đỡ hơn đúng không? À, hồi xưa là có mẹ là mẹ biết hết. Mẹ bệnh nhưng mà mẹ không biết hết đúng không? Mẹ làm ruộng rồi là mẹ làm. Thì bò rồi là mẹ xây chủ bò rồi là chắc là mẹ của mẹ hả? Nhà có một nửa nhà từ thiện cho biết nhà từ thiện ở xây có cái cửa một bên đây nè. Rồi lúc mẹ bệnh á, cái thời gian mà người bệnh mẹ nằm một chỗ là lâu không? Dạ, người bệnh hả? Cái lúc mẹ mổ là nằm 3 tháng là mất luôn. 3 tháng là xây về được 3 năm đi. Ba năm nằm tại chỗ luôn em. Dạ, ba tháng đi nằm bệnh viện, đi mổ. Mổ sao cũng dìa dìa ba năm đó. Dìa ở được 3 năm. Trong thời gian đấy 3 năm thì mẹ có lao động được không? Mẹ có làm được không? Dạ cũng không ít lao động được. Đau đau yếu rồi đúng không? Yếu. Hôm nay em có thấy nhớ mẹ không? Có nha. Giờ mình chuẩn bị nấu cơm chưa? Chưa.
10 giờ mới nấu hả? Sao biết có bao giờ nấu hay dữ vậy? Em cũng không biết nữa, nhưng mà bà hay lắm. Tự nhiên sao tự nhiên say sáng như vậy, bà nấu cơm bà nó chưa chua. Có hay đi đâu không? Có hay đi chơi sao? Chị á? Không, đi chưa? Không bị nhắc nó hồi vậy, không đi tới nơi luôn. Hồi có đi học không? Dạ không. Hồi giờ không có đi học không? Có cái chuyện học cái gì không? Như hồi mẹ nhắc là mẹ nói là không được đi hả? Em nhớ mẹ không? Em Thoa đúng không? Thoa nhớ mẹ không? Sao? Chị nói sao Phước? Ý là lấy thuốc bệnh á. Lấy thuốc bệnh cho chị. Mỗi tháng là người ta cấp thuốc chứ, thuốc tâm thần. Nhưng mà như trường hợp như chị là hàng tháng là phải có tiền bên xã em ra, em ra nhận luôn đúng không? Dạ. Phải cho em nhận không? Dạ, cho chứ. Cũng có cái trời lên. Giá thuốc cũng ra rồi. Rồi lấy thuốc hàng tháng uống nữa. Dạ. Như chị là phải có thuốc hàng tháng nè. Dạ. Hàng ngày là uống thuốc chứ không là... Một ngày người ta có thuốc bình tĩnh á. Một ngày ai đi chợ nấu ăn hả chú? Chợ. Ấy là ai đi chú đi hả? Lên đi. Phước đi. Gạo cố. Không rồi gạo con mua gì đấy. Thôi bây giờ chú xin phép chú lục cháu đi về nha. Rồi chúc chú và gia đình mạnh khỏe. Rồi gặp nhiều may mắn nha. Rồi chào em nha Phước. Chào em nha. Bye bye. Biết bye bye nè, bye ơi.